Buổi đánh giá thể lực dành cho các trọng tài nữ của lớp đào tạo trọng tài bóng đá nữ sơ cấp quốc gia diễn ra với hai bài kiểm tra. Đó là bài kiểm tra tốc độ và bài kiểm tra chạy có nghỉ 10 vòng sân vận động thống nhất. Đây là những bài kiểm tra cơ bản và quen thuộc được áp dụng ở các lớp tập huấn trọng tài. Tuy nhiên, mức độ yêu cầu về thời gian cũng chỉ đang ở mức thấp nhất dành cho các trọng tài ngoài chuyên nghiệp. Thì đến thời điểm này một lần nữa là mặc dù là cái sự chuẩn bị của các bạn không tốt, nhưng mà qua cái cách chạy và cái số trọng tài đạt được 6/20 thì tôi nghĩ là nó cũng có một cái tín hiệu. Nếu như sau cái lớp này các bạn chuyên tâm hơn, các bạn có sự đầu tư hơn thì tôi nghĩ kết quả nó sẽ tốt hơn. Lần đầu tiếp cận với bài kiểm tra chuyên nghiệp dành cho các trọng tài, các học viên cũng dần định hình ra được những thử thách và áp lực để có thể theo đuổi công việc này. Con số 6/20 học viên hoàn thành bài kiểm tra đúng với quy định ít nhiều đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, kết quả này cũng sẽ giúp cho các trọng tài tương lai có thêm kinh nghiệm và sự chuẩn bị tốt hơn cho những lần kiểm tra sau. Em nghĩ là em chưa có sự chuẩn bị tốt. Đây là cần thể lực, đây là cần quá trình. Em nghĩ là phải cần bỏ hàng ngày tập để thể lực mình nâng cao. Khi đó mình vô mình thực hành trong trận đấu nó mới tốt được. Dạ, thật sự rất là khó. Đây là em chỉ mới chạy thể lực thôi, nhưng mà em thấy rất là mệt. Nhưng mà trong trận đấu thì em cần phải quan sát, thổi còi, nhận định tình huống, nó rất nhiều cái mà để em phải tập trung. Đây chỉ là một phần nhỏ, em nghĩ vậy. Để trở thành một trọng tài chuyên nghiệp, đòi hỏi mỗi cá nhân phải đầu tư và hy sinh rất nhiều từ kiến thức, thời gian, thể lực và cả sự bản lĩnh. Những nhân tố mới này sẽ là thế hệ trọng tài kế thừa quan trọng cho lực lượng trọng tài nữ hiện nay.